Số 319, Đại Thánh Văn Tù Xá Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh, Quyển Hạ. Khi ấy, Bồ Tát Sư Tử Lôi Âm hỏi Văn Tù Xá Lợi. Nhân giả đã đầy đủ 10 lực và 10 địa của Như Lai, tất cả Pháp Phật đều viên mãn, tại sao không chứng Bồ Đề? Văn Tù Xá Lợi đáp, này Tiện Nam, đâu có thể viên mãn Pháp chư Phật rồi lại chứng Bồ Đề? Vì sao? Vì khi đã viên mãn rồi thì chứng cái gì? Sư Tử Dũng Mãnh lại hỏi Văn Tù Xá Lợi. Thế nào là viên mãn pháp của chư Phật? Văn Thù đáp, chân như viên mãn, do chân như viên mãn cho nên tất cả pháp Phật viên mãn, do tất cả pháp Phật viên mãn cho nên hư không viên mãn. Hư không, chân như, tất cả pháp Phật không hai không khác. Lại nữa này Thiện Nam, như nhân giả đã hỏi pháp Phật viên mãn là sắc viên mãn, thọ tưởng hành thức viên mãn, pháp Phật viên mãn cũng lại như vậy. Sư Tử Dũng Mãnh hỏi Văn Thù Xá Lợi, thế nào là sắc viên mãn, thế nào là thọ tưởng hành thức viên mãn? Văn Thù Xá Lợi đáp, này Thiện Nam, sắc mà nhân giả thấy đó là thường hay vô thường? Sư Tử Dũng Mãnh đáp, là vô thường. Văn Thù Xá Lợi hỏi, này Thiện Nam, nếu pháp không tăng không giảm thì gọi là viên mãn, vì lý do gì mà biết pháp là viên mãn? Trí chuyển như vậy tức sinh trí phân biệt. Nếu không chuyển thì không phân biệt, cũng không sợ phân biệt, cũng không tăng, không giảm. Nếu không tăng, giảm thì gọi là bình đẳng. Thế nên, Thiện Nam, nếu thấy sắc bình đẳng thì là sắc viên mãn. Nếu thấy thọ tưởng hành thức bình đẳng thì thọ tưởng hành thức viên mãn. Khi ấy, Bồ Tát Sư Tử Dũng Mãnh hỏi Văn Thù Xá Lợi. Bồ Tát được nhẫn thầm thâm, đã lâu mà không khỏi tâm hiểu như vậy, ta chứng Bồ Đề. Nay Văn Thù Xá Lợi đâu không muốn giác ngộ hữu tình mà khuyến phát ư? Văn Thù đáp, này Thiện Nam, ta chưa từng giác ngộ hữu tình và khuyến phát. Vì sao? Vì hữu tình không sở hữu tình viễn ly, hữu tình không sở đắc. Nếu Bồ Đề có thể được thì mới giác ngộ hữu tình và có khuyến phát. Này Thiện Nam, ta và hữu tình Bồ Đề không thể được, thế nên ta giác ngộ hữu tình khuyến phát bình đẳng, không khiến cậu Bồ Đề vô thượng cũng không thoái chuyển. Vì sao? Vì không sợ phân biệt, vì tánh bình đẳng, biết rõ hành không đến không đi, đó là bình đẳng, cũng gọi là không tánh cú. Không tánh cú tức là không sợ cầu. Này Thiện Nam, nếu như vậy thì sao gọi là đã được nhẫn từ lâu, đã không sợ đắc thì ta đâu có tâm chứng Bồ Đề ư? Thiện Nam, ngài có thấy tâm và trí đắc không? Sư Tử Dũng Mãnh đáp, không thấy. Văn Thù Xá Lợi nói, tâm kia không phải sắc, không phải danh tự, cho đến Bồ Đề cũng chỉ dùng danh tự mà thi thiết. Bồ Đề này và tâm cũng không không, danh tự cũng không không. Bồ Tát Sư Tử Dũng Mãnh nói, Thiện Nam, sao nói với mật ý như vậy? Văn Thù Xá Lợi nói, tâm không sợ sinh thì ta làm sao mà chứng Bồ Đề? Tâm đã không sinh thì làm sao mà hiện chứng? Sư Tử Dũng Mãnh hỏi, sao gọi là hiện chứng? Văn Thù Xá Lợi đáp, này Thiện Nam, tùy theo sự giác ngộ tất cả pháp, suy nghĩ bình đẳng gọi là hiện chứng. Tùy theo sự giác ngộ này, không móng một tưởng nhỏ nào, cũng không diệt tưởng, gọi đó là hiện chứng. Chân như vậy không phải chân như, không thể phân biệt, gọi đó là hiện chứng. Nếu trụ chánh kiến đối với pháp bình đẳng, không có sợ đắc, vì không sợ đắc, không làm một, không làm khác, không suy nghĩ một, không suy nghĩ khác, gọi đó là hiện chứng. Nếu đối với thân chứng một tướng thì biết tất cả pháp, đó gọi là vô tướng. Nếu biết tất cả pháp vô tướng thì đối với thân tâm không có nhiễm trước, gọi đó là chứng đắc. Sư Tử Dũng Mãnh hỏi, sao gọi là chứng đắc? Văn Thù Xá Lợi đáp, này Thiện Nam, không có sở hành thì gọi là đắc, không sở hành là không ở trong ba cõi, hành ba cõi, ngôn, thuyết, không thể nói. Vì sao? Vì chánh pháp không có ai lại gia, cũng không có sở hành, cho nên không thể nói. Lại nữa này Thiện Nam, không có tiếng nói, cũng không pháp khả đắc, do không sở đắc cho nên gọi là đắc. Khi ấy Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm bạch Phật, bạch Thế Tôn lành thay, xin Thế Tôn nói về cõi Phật mà đồng chân Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đã được. Đức Phật dạy, này Thiện Nam, việc đó ngươi nên hỏi đồng chân Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi. Đại Bồ Tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm hỏi Văn Thù Xá Lợi, nhân giả, trang nghiêm cõi Phật thế nào? Văn Thù đáp, này Thiện Nam nên hỏi người nào thích Bồ Đề. Sư Tử Dũng Mãnh hỏi lại, cho nhân giả không thích Bồ Đề ư? Văn Thù Xá Lợi đáp, không thích, này Thiện Nam,
Nếu có ham thích mong cầu thì có sự nhàm chán, nếu có nhàm chán thì có tham ái, nếu có tham ái thì không xuất ly. Này thị nam, vì lý do đó mà ta không ham thích cũng không nhàm chán. Lại nữa này thị nam, thì Nam hỏi, làm thế nào để thành tựu trong kim cõi Phật? Tôi không thể tự khen mình. Vì sao? Vì ở trước Đức Như Lai Nhất Thiết Trí, tự nói công đức trang nghiêm cõi Phật, tức là Bồ Tát tự khen công đức của chính mình. Đức Phật bảo, Văn Thù Sư Lợi, ông hãy nói tự nguyện công đức trang nghiêm cõi Phật. Vì sao? Vì khiến cho các Bồ Tát nghe rồi, thì họ quyết định thành tựu viên mãn nguyện này. Văn Thù Sư Lợi thưa, con không dám trả lời dạy của Như Lai, nên con đương oai lực của Phật mà nói. Lúc đó, đồng chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai phải, có phải quỳ sát đất hướng lên Phật lạnh lẽ bạch rằng, bạch Thế Tôn, nên con sẽ nói, nếu có thiện nam, thiện nữ nào cầu Bồ Đề, thì nên lắng nghe rồi khiến được đầy đủ hạnh chân thật. Lúc gối phải của Văn Thù Sư Lợi vừa quỳ sát đất, trong khoảng sát na, mười phương đại địa hằng hà sa số cõi Phật sáu cách chấn động, Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, con nguyện rằng nếu không tích tập Bồ Đề trong vô lượng ức triệu trăm ngàn kiếp, thì con không chứng vô thượng chánh giác. Thưa Thế Tôn, con dùng thiên nhãn vô ngại thấy tất cả chư Phật mười phương, cho đến vô lượng vô biên thế giới, nếu chẳng phải con khuyến khích phát tâm vô thượng Bồ Đề, tu hành Bồ Đề, khuyến học thí, giới, nhẫn, tấn, thiền, tuệ, khiến thành tựu sáu pháp ba la mật, đã khuyến khích rồi trao truyền dạy dỗ, khiến đầy đủ vô lượng chánh giác. Thưa Thế Tôn, lúc đó con dùng thiên nhãn vô ngại quan sát mười phương, làm Phật sự, rồi sau đó mới chứng vô thượng Bồ Đề. Khi ấy trong chúng có Bồ Tát suy nghĩ, đồng chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi làm thế nào để thấy chư Phật Thế Tôn như vậy? Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Bồ Tát, nên bảo Bồ Tát Sư Tử Chủng Mãnh Đôi Âm rằng, này thiện nam, ví như có một anh chàng nọ đem tam thiên đại thiên thế giới đập nát như vi trần, ý ông nghĩ sao, số vi trần đó hoặc thầy toán hoặc học trò thầy toán tính đếm biết số ấy là trăm, là ngàn, là ước triệu trăm ngàn không? Sư Tử Chủng Mãnh thưa, không thể đếm được, thưa Thế Tôn. Đức Phật dạy, này thiện nam, như vậy đồng chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng thiên nhãn vô ngại quan sát mười phương, mỗi mỗi thế giới thấy vô lượng vô số chư Phật Thế Tôn như vậy. Khi ấy Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, con có nguyện như vậy, đem hàng hà sa số thế giới to lớn làm thành một cõi Phật, trong cõi Phật ấy tường vách cao lớn cho đến đảnh, dùng vô lượng trăm ngàn các báu trang nghiêm, là dùng vô lượng quả báu di diệu trang sức xen nhau. Nếu không được như vậy thì con trọn không chứng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa thưa Thế Tôn, con lại có nguyện khiến cây Bồ Đề trong cõi của con cao lớn ngang bằng vạn đại thiên giới. Ánh sáng cây ấy chiếu khắp tất cả cõi Phật. Lại nữa thưa Thế Tôn, con lại có nguyện ngồi chiếc cây Bồ Đề rồi, từ lúc thành chánh giác cho đến lúc nhập Niết Bàn. Trong khoảng thời gian đó không rời khỏi tòa, chỉ dùng hóa thân ở khắp mười phương, vô thượng, vô số, ức triệu cõi Phật, vì các hữu tình mà chuyển nói Pháp. Lại nữa thưa Thế Tôn, con lại có nguyện nay trong cõi con không có tên thanh văn chuyên giác, do có đại chúng Bồ Tát thanh tịnh, lìa tất cả lỗi lầm và các nghi hoặc, các vị ấy là những người tu hành phạm hạnh thanh tịnh. Trong cõi Phật ấy không có tên người nữ, tất cả Bồ Tát chỉ là hóa sân, đều mặc ca sa ngồi kiết già, Bồ Tát như vậy đầy cả trong cõi ấy. Chỉ trừ chỗ biến hóa của Như Lai, đi đến mười phương thì các hữu tình, tùy theo ý muốn của họ mà nói ba thừa. Khi ấy Bồ Tát Sư Tử Chủng Mãnh Lôi Âm bạch Phật, bạch Thế Tôn, đương lai Văn Thù Sư Lợi thành Phật danh tự là gì? Đức Phật dạy, này thị nam, Văn Thù Sư Lợi thành Phật hiệu là Phổ Kiến. Thị nam, vì nhân duyên gì mà Như Lai ấy hiệu là Phổ Kiến? Này thị nam, Như Lai Phổ Kiến khiến khắp cả mười phương vô lượng A Tăng Kỳ trăm ngàn ước triệu thế giới đều thấy, cho nên gọi là Phổ Kiến. Các hữu tình nào được thấy Đức Phật ấy thì quyết định sẽ được vô thượng Bồ Đề. Phổ Kiến Như Lai tuy chưa thành Phật, nhưng nếu trong hiện tại và sau khi diệt độ, hễ ai nghe được danh hiệu cũng đều quyết định được chánh đẳng chánh giác, chỉ trừ người nhập thanh văn ni dạ ma vị và người hiểu biết thấp kém. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, con lại có nguyện như trong cõi của vô lượng thọ Như Lai, lấy pháp hỷ làm thức ăn. Trong cõi của con, khi Bồ Tát mới khởi tưởng, muốn ăn thì liền có trăm vị ăn uống đầy bát trong tay phải. Liền suy nghĩ,
Nếu chưa cúng dường mười phương chư Phật và thí những hữu tình nghèo cùng khổ não, cùng ngạ quỷ suốt cả ngàn năm, cho đến cả đàm giải cũng không được ăn, nếu không thí cho những chúng được no đủ, thì con dứt khoát không ăn. Trong khoảng sát na được năm thần thông có đại oai đức bay lên hư không, không có chướng ngại, như gió bay không bị cản trở, bay đến mười phương vô lượng vô số các cõi Phật, đem thức ăn này cúng dường cho Phật Thế Tôn. Chúng thanh văn và thí hữu tình nghèo cùng khổ não, cùng các ngạ quỷ đói khát, khiến chúng được no đủ hết đói khát, rồi mới vì nói pháp. Nói pháp xong, trong khoảng sát na liền trở về cõi của mình. Lại nữa, thưa Thế Tôn, con lại có nguyện khi con chứng Bồ Đề trong cõi của con, lúc các Bồ Tát sinh ra, các loại y phục sa môn thanh tịnh tích nghi từ tay mà có ra. Khi được y phục rồi liền suy nghĩ, nếu không đem y báu này, trước cúng dường mười phương chư Phật, ta không nên tự tiện thọ dụng. Vừa phát ý nghĩ này, liền đến vô số thế giới, đem y báu này dâng cúng Thế Tôn, rồi trở về cõi của mình tự nhiên được mặc. Lại nữa, thưa Thế Tôn, ở trong cõi con, những thứ thọ dụng của các Bồ Tát trước đều phụng hiến chư Phật Thế Tôn và chúng thanh văn rồi mới thọ dụng. Là trong cõi của con, xa lìa tám nạn và tiếng bất thiện, nguyện trong cõi con lìa xa các khổ, không có hủy phạm tịnh giới luật nghi, không vừa ý đối với sắc thanh hương vị xúc. Khi ấy Bồ Tát sư tử dụng mãnh lôi âm bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế giới ấy tên là gì? Phổ kiến Như Lai thành Phật ở tại đâu? Đức Phật dạy: Này Tỳ Nam, thế giới ấy tên là Như Nguyện Viên Mãn Tích Lập, Tích Tập Ly Trần Thanh Tịnh. Cõi Phật ấy ở tại phương Nam, thế giới Ta Bà cũng trong cõi ấy. Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân là bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con lại có nguyện trong cõi của con tích tập vô lượng trăm ngàn các báu, vô lượng mani ảnh hiện chiếu nhau. Chỗ có đại bảo mười phương quốc độ khó mà có được, cũng chưa từng thấy. Danh hiệu của các mani báu được tích tập đó, suốt cả trăm ngàn ức trăm kể tên cũng không thể hết. Thưa Thế Tôn, trong thế giới ấy Bồ Tát thích gì thì liền ứng hiện. Như người thích vàng thì vàng liền hiện, người thích bạc thì bạc liền hiện. Nhưng đối với các cái thấy vàng ấy, chưa tùng tổn giảm. Người thích phệ lưu ly, pha chi ca, xích châu, mã não, mâu tác la bảo, vô lượng các bảo đó, tùy theo sự ham thích mà thấy đủ mọi tướng và hương trầm thủy, hương đa nghiệt la, hương đa ma la bạc, hương long kiên, hương chiên đàn, tùy theo sự ham muốn đều được thấy, không phải tướng báu của thế giới ấy có sự biến đổi. Trong thế giới ấy, không nhờ ánh sáng của các thứ mặt trời mặt trăng, các vì sao, mani, lửa sáng, mà chỉ nhờ ánh sáng của cây bồ đề phát ra, ý của các bồ tát ấy, muốn ánh sáng này chiếu trăm ngàn ức triệu thế giới, không biết ngày đêm. Chỉ dựa theo hoa búp nở mà biết ngày đêm, tùy theo sự mong muốn của các Bồ Tát, thời tiết liền ứng, cũng không có nóng lạnh và già bệnh chết. Nếu các Bồ Tát muốn chứng Bồ Đề, thì liền qua cõi trời khác ở Đổi Sư Đa Thiên, khi tuổi thọ hết giáng sinh thành chánh giác trong hư không của cõi Phật ấy, trống đánh lên trăm ngàn ức triệu điệu nhạc. Tuy không hiện tướng nhưng lại nghe tiếng, trong tiếng nhật ấy không có tiếng tương ưng với tham nhiễm, chỉ phát ra tiếng Ba La Mật Đa, tiếng Phật Pháp Tăng, tiếng tạng giáo pháp của các Bồ Tát, tất cả đều nghe trong thế giới ấy. Bồ Tát khác ngưỡng Đức Phật, thì tùy theo chỗ kinh hành, đứng ngồi ứng niệm liền được thấy Phổ Kiến Như Lai ứng chánh đẳng giác, ngồi cây Bồ Đề. Nếu các Bồ Tát đối với giáo pháp mà còn nghi ngờ, chỉ thấy được Đức Phổ Kiến thì mọi lưới nghi ngờ đều đoạn, hiểu rõ nghĩa pháp không cần phải giải thích. Khi ấy, trong hội vô lượng ức triệu trăm ngàn các chúng Bồ Tát, dị khẩu đồng âm nói lời như vậy: Này đây Thế Tôn, danh nghĩa tương xứng đó là hiệu Phổ Kiến Như Lai. Nếu có người nghe được danh hiệu này, khoái thay được lợi thù tán, huống nữa là được sinh vào thế giới ấy. Nếu có người nghe thọ ký nói pháp yếu như vậy và nghe danh hiệu đồng chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lọt vào tai, thì đó là diện kiến chư Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát: Đúng vậy, đúng vậy, đúng, thật đúng như lời các ông vừa nói. Này Thị Nam, nếu có người thọ truyền trăm ngàn ức triệu danh hiệu của các Đức Như Lai, nếu là có người chỉ xưng danh hiệu đồng chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thì phước của người này nhiều hơn người kia. Huống nữa là xưng danh hiệu Phổ Kiến Như Lai. Vì sao? Vì trăm ngàn ức Như Lai, lợi ích hữu tình không bằng Văn Thù Sư Lợi làm lợi ích trong một kiếp.
Nam mô Phổ Kiến Như Lai. Lúc đó trăm ngàn ức triệu trời rồng Dược Xoa Kiền Đạt Phật A Tố La Yết Lộ Trà Khẩn Na La Mahalaya Nhân Phi Nhân đồng thanh niệm Nam mô Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát. Nam mô Phổ Kiến Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Khi các chúng trời rồng nói lời này rồi, tám vạn ức trăm ngàn hữu tình phát tâm vô thượng chánh đẳng đại bồ đề, vô lượng hữu tình thiện căn thành tục, được không thoái chuyển đối với vô thượng bồ đề. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con lại có nguyện rằng, như con đã thấy mười phương vô lượng vô số ức triệu trăm ngàn chư Phật Thế Tôn, các hành tướng công đức trang nghiêm cõi Phật của các đức Phật ấy đều được đặt trong một cõi Phật của con, chỉ trừ cõi thanh văn hiện hóa trang nghiêm và đời ngũ trược. Nếu con tự khen công đức trang nghiêm cõi Phật quá hằng hà xa kiếp, nói cũng không hết. Thưa Thế Tôn, như nguyện của con, chỉ Phật Thế Tôn ứng chánh đẳng giác mới biết, ngoài ra không ai có thể biết. Đức Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy. Này Văn Thù Sư Lợi, tri kiến của Như Lai ở trong 3.000 thế giới không có hạn lượng ngăn ngại. Khi ấy, trong chúng hoặc có Bồ Tát nghĩ như vậy, Văn Thù Sư Lợi đã nói công đức trang nghiêm cõi Phật ngang bằng với cõi vô lượng thọ Như Lai ư. Lúc đó, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Bồ Tát ấy, liền bảo Bồ Tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm: Này Thiện Nam, ví như có một anh chàng nọ, chẻ sợi lông ra làm trăm phần, rồi lấy một phần trong đó để lấy một giọt nước ở biển cả. Thiện Nam, giọt nước trên đầu sợi lông này nhiều hay nước ở biển cả nhiều? Sư Tử Dũng Mãnh bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nước ở biển cả nhiều hơn nước trên đầu sợi lông. Đức Phật dạy: Này Thiện Nam, giọt nước trên đầu sợi lông của anh chàng kia lấy đó cũng như là công đức trang nghiêm của cõi vô lượng tọa Phật, còn nước ở biển cả như là công đức trang nghiêm của cõi Phật Phổ Kiến Như Lai, và nên thấy như vậy. Khi ấy Sư Tử Dũng Mãnh bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quá khứ hiện tại và vị lai còn có cõi Phật nào công đức trang nghiêm như vậy nữa không? Đức Phật dạy: Này Thiện Nam, phương đông cách đây quá 80 ức trăm ngàn hằng hà xa thế giới có một cõi Phật tên là Nguyện Trụ Cao Dũng. Cõi ấy có Phật hiệu là Phổ Quang Thường Đa Công Đức Hải Vương Như Lai, hiện đang ở cõi ấy. Phật thọ vô lượng vô biên, là có vô lượng vô biên đại Bồ Tát phải quanh nói pháp. Này Thiện Nam, cõi Phật công đức trang nghiêm đó cùng với cõi Phật Phổ Kiến Như Lai không tăng không giảm, có bốn Bồ Tát mặc giáp không thoái trụ hành như vậy. Này Thiện Nam, các Bồ Tát ấy cũng sẽ được cõi Phật công đức trang nghiêm như Phổ Kiến Như Lai. Sư Tử Dũng Mãnh thưa: Cuối sinh Thế Tôn nói danh hiệu và chỗ ở của các Bồ Tát ấy, và cũng nói cõi Phật của Phổ Quang Thường Đa Công Đức Hải Vương Như Lai. Đức Thế Tôn hãy vì con mà thể hiện Phật và các Bồ Tát ấy, khiến cho các Bồ Tát thấy được cõi Phật ấy. Đức Phật dạy: Này Thiện Nam, các ông hãy lắng nghe. Nay ta sẽ nói. Này Thiện Nam, Bồ Tát thứ nhất tên là Quang Minh Tràng, ở tại phương Đông, trong cõi Phật Vô Ưu Các Tường Như Lai. Bồ Tát thứ hai tên là Trí Thượng, ở tại phương Nam, trong cõi Phật Trí Vương Như Lai. Bồ Tát thứ ba tên là Tịch Căn, ở tại phương Tây, trong cõi Phật Tích Tuệ Tích Như Lai. Bồ Tát thứ tư tên là Nguyện Tuệ, ở tại phương Bắc, trong cõi Phật Na La Diên Như Lai. Khi ấy, Đức Thế Tôn dùng thần cảnh thông, hiện cõi Phật Phổ Quang Thường Đa Công Đức Hải Vương Như Lai, khiến cho cả đại hội này đều thấy Như Lai và chúng Bồ Tát, cùng với công đức trang nghiêm cõi Phật ấy. Từ xưa chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe, các tướng thành tựu chẳng thể nghĩ bàn giữa thế giới này và thế giới kia đều thấy nhau, cũng như xem trái ai mà lặt trong lòng bàn tay. Đức Phật Thế Tôn Phổ Quang Thường Đa Công Đức Hải Vương Như Lai, thân lượng 84.000 na do tha, sắc vàng sáng chói, đoàn nghiêm chiếu diệu như núi chúa Tô Mê Lô, cùng với 42.000 na do tha thân lượng Bồ Tát Ma Ha Tát trước sau vây quanh, ngồi tòa sư tử dưới cây bồ đề vô lượng công đức trang nghiêm, đến ức triệu thế giới với các hữu tình mà diện nói pháp. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát: Này Thiện Nam, các ông có thấy công đức trang nghiêm cõi Phật của Như Lai và các chúng Bồ Tát không? Đại chúng chỉ khẩu đồng âm bạch rằng: Đã thấy, thưa Thế Tôn, chúng con sẽ học theo hạnh của các Bồ Tát này, như việc tu hành của đồng chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng con cũng sẽ thành tựu cõi Phật trang nghiêm như vậy. Lúc đó Đức Thế Tôn mỉm cười rạng rỡ, từ mặt phóng ra vô lượng ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, chiếu sáng vô lượng vô biên thế giới, chiếu rồi trở lại diệu Phật ba vòng rồi nhập vào đảnh. Khi ấy Đại Bồ Tát từ thị bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, vì lý do gì? Thế Tôn mỉm cười. Đức Phật dạy: Này Từ Thị, do hiện công đức trang nghiêm cõi Phật ấy, đồng thời trong chúng 84.000 Bồ Tát thấy việc trang nghiêm cõi Phật ấy như cõi Phật Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân, ở trong chúng đó chỉ có 16 Bồ Tát có thể thành tựu ý vui tăng thượng, lại phát nguyện rằng như cõi Phật công đức trang nghiêm của Văn Thù Sư Lợi, chúng tôi nguyện cũng sẽ được như vậy. Ngoài 16 Bồ Tát này ra, không ai có thể phát đại nguyện như vậy. Chỉ thích chứng vô thượng Bồ Đề, mong cầu cõi Phật như công đức trang nghiêm của cõi Vô Lượng Thọ. Đức Phật bảo: Này Từ Thị, này ngươi thấy không, ý vui của Bồ Tát thành tựu thì mới có thể làm lợi ích lớn, do ý vui tăng thượng cho nên phát nguyện thù thắng này. Thế nên được cõi Phật ấy như Văn Thù Sư Lợi, các Bồ Tát ấy ít có lòng tin, chế nguyện hạ liệt, do sự nghiệp yếu kém cho nên quá 60 ức triệu trăm ngàn kiếp mới được viên mãn trăm ba la mật. Lúc đó Bồ Tát Quang Minh Tràng, Trí Thượng, Tịch Can, Nguyện Tuệ, bốn đại Bồ Tát này từ bốn phương đến hiện Phật cõi này, tất cả đều ở trong lầu các. Do lượng phệ lưu ly sáng rực, có trăm ngàn ức triệu thiên chúng vây quanh, chấn động các cõi. Dù các thần thông rải trăm ngàn ức triệu hoa đẹp và trội âm nhạc. Khi ấy đại Bồ Tát Từ Thị bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì lý do gì ở thế giới này đại địa chấn động bốn phương lại hiện bốn lầu các? Đức Phật dạy: Này Từ Thị, đó là bốn Bồ Tát, do Phật cảnh giác cho nên đến đây, thân cận chiêm ngưỡng Phật Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói chưa xong, trong khoảng sát na, bốn Bồ Tát này từ lầu các xuống, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân nhiễu Phật ba vòng, rồi lui ngồi một bên, ánh sáng của các Bồ Tát từ bốn phương đến chiếu khắp cả đại chúng. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát: Này Thiện Nam, nếu Bồ Tát này trụ chỉ thú chẳng nghĩ bàn, các ông nên phát tâm cung kính thù thắng đối với các Bồ Tát này và nên học hỏi pháp yếu. Này các Thiện Nam, các ông nên nghe hạnh nguyện của các Bồ Tát ấy. Nguyện của các Bồ Tát ấy là nơi nào có Bồ Tát thừa. Nếu có Thiện Nam Thiện Nữ nào được thấy bốn Bồ Tát này thì sẽ được không thoái chuyển với Vô Thượng Bồ Đề, 20 ức triệu kiếp vượt khỏi vòng sinh tử, viên mãn ba la mật. Nếu có người nữ nào nghe tên của các Bồ Tát ấy thì mau chóng lìa thân nữ. Khi Đức Thế Tôn hiện cõi ấy rồi, thâu nhiếp thần lực thế giới ấy bỗng nhiên biến mất. Khi ấy Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tất cả pháp như huyễn, ví như người làm trò ảo thuật, huyễn mà lại ẩn. Thưa Thế Tôn, tất cả pháp sinh rồi lại diệt, cũng không sinh diệt, đó là bình đẳng. Thưa Thế Tôn, nếu học bình đẳng thì mau chóng thành Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Bồ Tát Trí Thượng hỏi Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân: Làm thế nào để chứng Vô Thượng Bồ Đề? Văn Thù Sư Lợi đáp: Này Thiện Nam, pháp không có sở đắc cũng không có hoại, đối với không cũng không đắm trước, đối với có cũng không sở đắc. Bồ Tát Trí Thượng hỏi: Thưa Văn Thù Sư Lợi, đối với có cho nên được Bồ Đề, còn đối với không thì sao? Văn Thù đáp: Này Thiện Nam, pháp vốn không sinh, đã không đã có, không hiện có và sẽ không sẽ có, rốt ráo không sợ đắc. Bồ Tát Trí Thượng hỏi Văn Thù Sư Lợi: Vì sao nhất tướng mà nói pháp? Văn Thù Sư Lợi đáp: Này Thiện Nam, thế nào là nói pháp nhất tướng? Bồ Tát Trí Thượng đáp: Thưa Văn Thù Sư Lợi, không thấy uẩn về xứ giới, cũng không phải không thấy, cũng không phải có thấy, đối với pháp không có phân biệt, cũng không sợ phân biệt. Là đối với pháp không thấy tích tập, đối với pháp cũng không thấy tan mất, đây gọi là pháp môn nhất tướng. Bồ Tát Sư Tự dùng mãn lôi âm nói: Nếu đối với pháp tánh mà không trái pháp tánh, không khởi lên các phân biệt, là pháp phàm phu, là pháp thanh văn, là pháp duyên giác, pháp Như Lai nhập vào nhất tướng, là viễn ly tướng, đó gọi là pháp môn nhất tướng. Bồ Tát Hỷ Kiến nói: Nếu là tu hành chân như, nhưng đối với chân như không có suy nghĩ, cũng không có phân biệt, nó là thậm thâm, đó gọi là pháp môn nhất tướng. Bồ Tát Vô Tận Biện nói: Các pháp đều tận, rốt ráo tận mới gọi là vô tận, nói tất cả pháp không thể tận, đó gọi là pháp môn nhất tướng. Bồ Tát Thiện Tư Duy nói: Nếu đối với suy nghĩ nhập vào không suy nghĩ, cái không suy nghĩ ấy cũng không thể được, đó gọi là pháp môn nhất tướng. Bồ Tát Ly Trần nói: Nếu rốt ráo không nhiễm, đối với tất cả tướng nhiễm mà không nhiễm, cũng không thương, không giận, không si, không làm một, không làm khác, không phải làm, cũng không phải không làm,
không lấy, không bỏ, đó gọi là pháp môn nhất tướng. Bồ Tát Sa Nghiệt La nói, nếu nhập vào pháp thầm thâm, khó lường như biển cả, mà đối với chánh pháp cũng không phân biệt, trụ như vậy, nói như vậy, đối với mình không có suy nghĩ, đối với người khác cũng không nói, đó gọi là pháp môn nhất tướng. Bồ Tát Nguyệt Thượng Đồng Chân nói, nếu suy nghĩ tất cả hữu tình, bình đẳng như mặt trăng, cũng không suy nghĩ ta và hữu tình, người nói như vậy tức là pháp môn nhất tướng. Bồ Tát Tồi Nhất Thiết Ưu Ám nói, nếu gặp lo buồn mà không lo buồn, đối với mũi tên lo buồn cũng không mệt mỏi nhàm chán, vì sao hữu tình khởi lên lo buồn, việc chấp có ngã. Nếu đối với ngã mà trụ bình đẳng thì gọi là pháp môn nhất tướng. Bồ Tát Vô Sở Duyên nói, nếu không nương dục giới, không nương sắc gia và vô sắc giới, không nương pháp thanh văn độc giác, không nương pháp Phật, người nói như vậy tức là pháp môn nhất tướng. Bồ Tát Phổ Kiến nói, nếu người nói pháp thì nên bình đẳng nói, bình đẳng đó nghĩa là tánh không. Đối với tánh không, không có suy nghĩ, bình đẳng đối với pháp bình đẳng cũng không sợ đắc. Người nói như vậy tức là pháp môn nhất tướng. Bồ Tát Tam Luân Thanh Tịnh nói, nói pháp không trái với ba luân, sao gọi là ba, là đối với sở đắc, đối với cái nghe mà không phân biệt, đối với pháp không chấp trước, đó gọi là ba luân thanh tịnh. Người nói như vậy tức là pháp môn nhất tướng. Bồ Tát Hạnh Thành Tựu nói, để biết tất cả pháp mà không đắm trước, biết như vậy, nói như vậy cũng không nói một chữ, đó là lìa ngôn thuyết, nếu nói tất cả như vậy thì là pháp môn nhất tướng. Bồ Tát Thâm Hạnh nói, nếu Thích Chú Già biết tất cả phép tắc, nhưng đối với các pháp không có cái thấy, đối với việc ấy hoặc nói hoặc không nói, đối với pháp không hai, đó gọi là pháp môn nhất tướng. Vô lượng chư Bồ Tát Đại Oai Đức như vậy, đều dùng biện tài nói pháp nhất tướng. Lúc nói pháp môn nhất tướng này, 70 ức Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn, 8 vạn triệu trăm ngàn hữu tình phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, 7.000 tỳ kheo hết các hữu lậu, tâm được giải thoát. Dính 16 triệu trời người được pháp nhãn tịnh. Khi ấy, Đại Bồ Tát Sơ Tự Dũng Ánh Lôi Âm bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Đức Phổ Kiến Như Lai kia có bao nhiêu chốn Đại Bồ Tát làm quyến thuộc, thọ lượng bao nhiêu, còn bao nhiêu lâu nữa phân thù sẽ lợi thành chánh giác. Đức Phật dạy, này Thiện Nam, việc này ông nên hỏi Đồng Chân Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi. Đại Bồ Tát Sơ Tự Dũng Ánh Lôi Âm hỏi Đồng Chân Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi, còn bao lâu nữa Bồ Tát mới được Bồ Đề? Văn Thù Sơ Lợi đáp, này Thiện Nam, nếu hư không giới mà là sắc tướng, thì ta đây mới thành vô thượng Bồ Đề. Nếu người làm trò ảo thuật hóa ra một anh chàng chứng Bồ Đề, thì ta mới chứng vô thượng Bồ Đề. Nếu A-la-hán lậu tận chứng Bồ Đề, thì ta mới chứng vô thượng Bồ Đề. Hoặc người trong mộng, hoặc hình bóng, hoặc tiếng vang, biến hóa như vậy mà chứng Bồ Đề, thì ta đây mới chứng vô thượng Bồ Đề. Nếu đem ánh sáng mặt trời thành ban đêm, ánh sáng mặt trăng thành ban ngày, thì ta mới chứng vô thượng Bồ Đề. Này Thiện Nam, vậy Thiện Nam nên hỏi người cầu Bồ Đề. Sư Tổ Dụng Mạnh hỏi Văn Thù Sơ Lợi, lẽ nào Bồ Tát không cầu Bồ Đề ư? Văn Thù đáp, này Thiện Nam, ta không cầu. Vì sao? Vì Văn Thù Sơ Lợi tức là Bồ Đề. Bồ Đề tức là Văn Thù Sơ Lợi. Vì sao? Vì chỉ có danh tự, mà danh tự đó cũng không. Văn Thù Sơ Lợi cho đến danh tự Bồ Đề cũng xa lìa, không có sở hữu, trống không. Trống không tức là Bồ Đề. Khi ấy Đức Phật bảo Bồ Tát Sư Tử Dụng Ảnh Lôi Âm, người có thấy nghe vô lượng thọ Như Lai, thanh văn Bồ Tát và các chúng hội chưa? Sư Tử Dụng Ảnh thưa, dạ dân, con đã thấy nghe, thưa Thế Tôn. Đức Phật hỏi, này Thiện Nam, ý ông nghĩ sao? Sư Tử Dụng Ảnh thưa, bạch Thế Tôn, không thể tính đếm suy lượng mà biết hết được. Đức Phật bảo, này Thiện Nam, như nước Ma Già Đà, lượng 20 đấu hạt vừng, lấy một hạt để dụ cho chúng hội thanh văn và Bồ Tát ở cõi Phật vô lượng thọ, còn lại bao nhiêu là chúng hội Bồ Tát của Văn Thù Sơ Lợi khởi chứng Bồ Đề, phải nên biết như vậy. Này Thiện Nam, như lấy bụi trong tam thiên đại thiên thế giới làm vi trần, cứ một trần là một kiếp. Nếu đem so với thọ lượng kiếp số của Phổ Kiến Như Lai, trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn ức phần, cho đến tính đếm tí dụ cũng không thể biết hết. Này Thiện Nam, đem tính đếm so đo suy lượng nên biết thọ mạng của Phổ Kiến Như Lai là vô lượng vô biên. Này Thiện Nam, phải như đập nát tam thiên đại thiên thế giới làm phi trần, có
có một anh chàng nọ lấy một phi trần cho đến nhiều phi trần, đi qua tam thiên đại thiên thế giới bỏ một phi trần. Anh chàng ấy cứ như vậy đi qua phía đông, lần lượt bỏ hết số phi trần đó. Như vậy mười phương mỗi một anh chàng cũng như anh chàng trước bỏ hết số phi trần. Này thiện nam, ý ông nghĩ sao? Tam thiên đại thiên thế giới ấy là trăm, là ngàn, là ức, là triệu, trăm ngàn, là có thể biết được số lượng đó không? Sư tử dũng mãnh thưa, không thể biết được, thưa Thế Tôn. Đức Phật bảo, này thiện nam, mười anh chàng kia đều qua tam thiên đại thiên thế giới là bỏ một phi trần, tất cả thế giới ấy đã bỏ hoặc chưa bỏ hết phi trần. Này thiện nam, ý ông nghĩ sao? Có thể tính biết trăm ngàn ức triệu trăm ngàn được không? Sư tử dũng mãnh thưa, không được thưa Thế Tôn. Đức Phật bảo, này thiện nam, cho đến mười phương, mười anh chàng lại đi qua tam thiên đại thiên thế giới, chỗ bỏ vi trần và chỗ chưa bỏ vi trần. Thiện nam, ý ông nghĩ sao? Đâu có thể tính đếm số vi trần ấy là trăm, là ngàn, là ức triệu trăm ngàn, cho đến ngưỡng yết la, dẫn mạc la, e xuất bà. Sư tử dũng mãnh thưa, thưa Thế Tôn, nếu người nghe số này chắc bị mê loạn, người ấy không thể biết được số lượng đó. Đức Phật bảo, này thiện nam, Như Lai nhất định biết số vị trần ấy là trăm, là ngàn, là ức triệu trăm ngàn, cho đến ngưỡng yết la, dẫn mạc la, e xuất bà. Này thiện nam, như vậy cái thấy, cái biết của Như Lai còn quá hơn số lượng ấy. Khi ấy, Đại Bồ Tát Từ Thị bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát vì cầu vô tận trí liễu sắc mà phải chịu khổ nê lê trong vô lượng kiếp, nhưng đối với sắc đại trí như vậy, Bồ Tát này vẫn không xả bỏ. Đức Phật khen Từ Thị, đúng vậy, thật đúng như lời ông nói, lẽ nào lại không khởi hy vọng đối với vô tận trí của Phật ư, chỉ trừ những người hiểu biết thấp kém và kẻ biến nhát. Khi nói về đại trí của Như Lai, một phàm hữu tình phát tâm Bồ Đề. Đức Phật bảo sư tử dũng mãnh, này thiện nam, mười phương thế giới vi trần như vậy, mười anh chàng bỏ số vi trần kia qua số kiếp vi trần như vậy. Này thiện nam, đồng chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trong nhiều kiếp thì hiện thực hành hạnh Bồ Tát. Vì sao này thiện nam? Vì Văn Thù Sư Lợi chẳng thể nghĩ bàn, nguyện cũng chẳng thể nghĩ bàn, chú hướng, thú hướng cũng chẳng thể nghĩ bàn. Chứng Bồ Đề rồi, thọ mạng cũng chẳng thể nghĩ bàn, chúng hội Bồ Tát cũng chẳng thể nghĩ bàn. Khi ấy Đại Bồ Tát Văn Sư Tử dũng mãnh lôi âm, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, Văn Thù Sư Lợi phát thú rất lớn, tu hành rất lớn. Chỉ có Văn Thù Sư Lợi đồng chân mới ở trong số kiếp số phi trần như vậy mà không sinh mỏi mệt. Văn Thù Sư Lợi nói, này thiện nam, ý ông nghĩ sao? Hư không có nghĩ rằng ngày đêm nửa tháng một tháng thời tiết năm kiếp trăm kiếp ngàn kiếp ức triệu trăm ngàn kiếp không? Sư tử dũng mãnh đáp, không, thưa Văn Thù Sư Lợi. Vì sao? Vì hư không vốn không phân biệt. Văn Thù Sư Lợi nói, này thiện nam, nếu như hư không giới ngộ được tất cả pháp, tùy theo cái ngộ đó cũng không có phân biệt, không sợ phân biệt đối với ngày đêm nửa tháng, tháng thời tiết năm, như trước đã nói, không khởi lên một ý tưởng nhỏ nào đối với pháp. Này thiện nam, như hư không giới bị lửa thiêu, giữa lưỡi dữ thiêu đốt, trải qua hàng hà sa số kiếp, nhưng hư không giới chưa từng sinh khởi cũng không bị thiêu hoại. Vì sao? Vì hư không giới không có tự tánh. Như vậy, này thiện nam, nếu Bồ Tát biết tất cả pháp không tánh, cũng không nhiệt não mệt mỏi, như hư không, không bị thiêu đốt, không sinh mệt mỏi và nhiệt não, không bị lay động, không sinh, không mục nát, không chết, không dời đổi, không khởi, không đến, không đi. Như vậy, này thiện nam, danh hiệu Văn Thù Sư Lợi cũng vậy, không bị thiêu hoại, không mệt mỏi, không nhiệt não, không bị lay động, không sinh, không mục nát, không chết, không dời đổi, không khởi, không đến, không đi. Vì sao? Vì rốt ráo xa lìa danh tự. Lúc nói pháp này, bốn đại thiên vương Thích Đại Hoằng Nhân, Đại Phạm Thích Vương và các thiên tử đại oai đức khác dị khẩu đồng âm nói như vậy. Nếu các hữu tình nghe pháp môn này thì được thiện lợi lớn, huống nữa là thọ trì độc tụng, nên biết không thể đem chút ít thiện căn mà có thể được thành tựu. Thưa Thế Tôn, chúng con đối với pháp môn này nguyện thọ trì độc tụng lưu truyền rộng rãi là vì muốn hộ trì chánh pháp. Khi ấy Bồ Tát Sư Tử dũng mãnh lôi âm bạch Phật,
Bạch Thế Tôn, thì nam thì nữ nào thọ định đọc tụng pháp môn này vì người khác mà tuyên nói pháp yếu như vậy, trang nghiêm cõi Phật thành tựu, phát tâm như vậy, như công đức mà Văn Thù Sĩ Lợi đã được là bao nhiêu? Đức Phật dạy, này thì nam, Như Lai dùng mắt không chướng ngại nhìn thấy thế giới, hoặc có Bồ Tát dùng bảy báu khắp cả thế giới dân cúng dường mỗi mỗi chư Phật, cho đến hết đời vị Lai trong ức kiếp cúng dường, khiến Bồ Tát này an trụ tịnh giới luật nghi. Tất cả hữu tình được tâm bình đẳng. Nếu có Bồ Tát thọ trì pháp môn công đức trang nghiêm cõi Phật này, lại phát tâm theo học hạnh của Văn Thù Sư Lợi, trong tụ công đức của bảy bộ so với phước tụ trăm trước trăm phần, ngàn phần, ca la phần, trăm ngàn ức triệu phần, cho đến tính đếm cũng không thể biết được. Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nhập vào Bồ Tát bình đẳng chiếu diệu như huyện tướng Tam Ma Địa. Khi Văn Thù Sư Lợi nhập rồi, cả chúng hội Bồ Tát nhờ Tam Ma Địa đó mà thấy được mười phương, vô lượng cho biên thế giới, Phật rất gần. Trước mỗi mỗi Đức Phật đều có Văn Thù Sư Lợi, tự nói công đức trang nghiêm cõi Phật. Chúng hội thấy rồi, đối với trí Tam Ma Địa của Văn Thù Sư Lợi cho là kỳ lạ đặc biệt. Như Văn Thù Sư Lợi đồng chân Bồ Tát Pháp Vương Tử, chúng con nguyện trong ức triệu trăm ngàn kiếp đều được thấy. Khi ấy Bồ Tát tự thị bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp môn này tên là gì và thọ trì ra sao? Đức Phật dạy, này tự thị, pháp môn này tên là chư Phật Du Hí, ông nên thọ trì cũng gọi là nguyện chẳng thể nghĩ bàn, ông nên thọ trì cũng gọi là nói về công đức trang nghiêm cõi Phật. Ông nên thọ trì cũng gọi là phát tâm Bồ Đề khiến hoan hỷ, ông nên thọ trì. Khi ở vô lượng chúng Bồ Tát trong mười phương, đến hội đó, cúng dường Phật Pháp, mười các hoa trời, đã lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba phòng rồi trở về cõi của mình khen rằng, lạ thay thưa Thế Tôn, lạ thay thưa Thế Tôn, khiến chúng con nghe Pháp chẳng thể nghĩ bàn này, và đồng chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rống tiếng sư tử lớn, nói Pháp này rồi, hằng hà sa số Bồ Tát được không thoái chuyển vô thượng Bồ Đề, vô lượng hữu tình thành tựu thiện căn. Đức Phật nói cái này rồi, đồng chân Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Đại Bồ Tát Sư Tượng dùng mảnh lôi âm và các đại thanh văn, phạm thích hộ thế, trời rồng dược xoa, kiện đạt phược A Tố La, yết lộ trà khẩn na la, và hô la già chân phi nhân đều rất hoan hỷ, tính thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.